độ xa sút ở đợt tập trung gần nhất đã khiến cho bồ đào nha đánh mất cơ hội giành vé chính thức dự world cup 2022. Thay vào đó với vị trí thứ hai bảng A họ sẽ phải thi đấu lượt trận playoff. ở vòng này họ rơi vào nhóm cùng ba cái tên khác là thổ nhĩ kỳ, bắc Macedonia và Italia. đây đều là những cái tên không hề dễ chơi chút nào. ngay như trận bán kết tới đây họ sẽ chạm trán với thổ nhĩ kỳ. đội bóng đã kết thúc ở vị trí thứ hai tại bảng G. nhìn vào khoảng cách lên tới 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA rõ ràng là thầy trò huấn viên Fernando Santos được đánh giá cao hơn nhiều. tuy nhiên với những gì cả hai đã thể hiện thời gian qua sẽ khó để tin đại diện của bán đảo Iberia tạo ra khác biệt. Bằng chứng cụ thể nhất chính là việc họ đã không thắng trong cả hai lượt trận cuối vòng loại vừa rồi để từ đó phải tham dự vòng playoff này. Nên nhớ các đối thủ mà Bồ Đào Nha phải gặp đó cũng bị đánh giá thấp hơn là Serbia và Cộng hòa Ireland. Trái lại ở phía đối diện thổ nhĩ kỳ tuy chỉ kết thúc ở vị trí thứ hai bằng g nhưng vấn đề là do đối thủ cạnh tranh của họ quá xuất sắc. Còn về bản thân thầy trò huấn viên Stephen Khan, họ cũng chơi không hề kém cạnh thậm chí còn được xem là ấn tượng khi đã bất bại cả bốn trận ở hai đợt tập trung vừa rồi, trong đó còn toàn thắng ba trận gần nhất. Bên cạnh đó, tuy là là thăm may mắn đã xếp Nha được chơi trên sân nhà, thế nhưng với thất bại mới đây trước Serbia, niềm tin ấy cho yếu tố đó cũng không còn nhiều. Nhất là khi nhìn sang bên kia chiến tuyến, thổ nhĩ kỳ thực sự là một vị khách vô cùng khó chịu với chiến tích tháng 3 qua 4 trận gần đây. Cũng chính vì lẽ đó mà niềm tin cho khả năng tạo ra khác biệt của Borussia ở trận đấu tới lại càng trở nên ít đi. Trên sàn giao dịch châu Á, nhà cái cũng thể hiện quan điểm tương tự khi xếp kèo chấp một một phần tư cho đại diện của bán đảo Iberia. Cần biết rằng lần tiếp đón thổ nhĩ kỳ gần nhất họ cũng chấp tương tự mà không giành được chiến thắng. đã thế ở hiện tại còn đang bị nghi ngờ về chuyên môn vì thế lại càng khó để tin tưởng. Trong bối cảnh ấy, đội khách mới là cái tên đáng kỳ vọng hơn, ít nhất là theo phương diện đầu tư. Ở một diễn biến khác với phong độ ghi bàn không mấy hiệu quả thời gian gần đây, sẽ khó trông đợi vào hàng công của Bồ Đào Nha còn Thổ Nhĩ Kỳ trong điều kiện làm khách cũng khó nhập cuộc cởi mở. Điều này đang khiến cuộc đội sức sắp tới không được đánh giá cao cho khả năng xuất hiện kịch bản bùng nổ, nhất là với tính chất quan trọng của nó. Tuy nhiên khá bất ngờ khi trên thị trường nhà cái vẫn xếp kèo tài xỉu lên tới 2 3 phần tư mức khá cao so với kỳ vọng. Với sự mâu thuẫn này, hy vọng cho mốc trên của trận đấu là vẫn có. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn, truy cập aegon1.net.